biệt những ngày hè nóng nực, tạm biệt những thành phố ồn ào náo nhiệt. Nhiều du khách lựa chọn Vịnh Hạ Long làm điểm đến trong chuyến du hành của mình để cùng khám phá một di sản thiên nhiên của thế giới. Du thuyền Beya là sự lựa chọn số 1 bởi những hoạt động phong phú và thái độ phục vụ tận tình chu đáo của các nhân viên nơi đây. Chào đón quý khách sẽ là màn mưa những cánh hồng đỏ thắm cùng nụ cười thân thiện của toàn bộ nhân viên thủy thủ đoàn. Sự đón tiếp nồng hậu với màn chào hỏi của vị trưởng đoàn vui tính người Singapore sẽ làm cho quý khách có cảm giác như sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới với nhiều niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ đang chờ đón ở phía trước. Bữa tiệc trưa với thực đơn đa dạng và phong phú, thực sự hấp dẫn với các món hải sản tươi sống sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Quý khách còn được tham gia học nấu món ăn ngay trên chính du thuyền Beya với các đầu bếp nổi tiếng, được tự tay làm những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam. Đây là hoạt động mà các du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài rất thích thú. Theo hải trình của du thuyền Beya, các du khách sẽ có dịp được khám phá làng chài Vung Viêng và hang Sửng Sốt, hai điểm đến hấp dẫn nhất trên vịnh Hạ Long. Khi đã mệt nhoài, du khách sẽ trở về cabin nghỉ, 20 phòng nghỉ sang trọng đầy đủ tiện nghi, đạt tiêu chuẩn 5 sao. Không gian riêng, xinh xắn, được bài trí sang trọng và duyên dáng đến từng chi tiết là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống Á Đông với sự tiện nghi hiện đại của phương Tây. Khi hoàng hôn xuống, một số du khách tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc giao thời đáng nhớ của mây trời non nước di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Còn cặp tình nhân người Úc này thì tranh thủ những giây phút riêng tư bên nhau để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn cho tuần trăng mật đầy ý nghĩa. Những bữa tiệc đầy bất ngờ mà du thuyền Beya mang lại cho quý khách sẽ là những món quà ý nghĩa mà họ mang theo trong suốt cuộc đời. Buổi tối, quý khách sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các hoạt động giải trí như nhâm nhi một ly cocktail, ngắm sông nước Vịnh Hạ Long, cùng hòa mình vào các trò chơi giải trí với bạn bè và người thân hay trực tiếp buông cần câu mực, một hoạt động được rất nhiều vị khách yêu thích. Quý khách có thể dậy sớm thưởng thức khung cảnh thơ mộng huyền ảo của Vịnh Hạ Long lúc bình minh. Tập tai chi buổi sáng sớm trên boong tàu Beya sẽ giúp du khách được tận hưởng không khí bình yên trong lành khi lênh đênh trên thuyền. Chèo thuyền kayak khám phá Hạ Long luôn mang đến cho du khách những cảm giác thú vị, hấp dẫn. Du khách sẽ được tự mình chèo thuyền kayak đến những vùng hoang sơ, mới mẻ, chui vào các hang động. Dịch vụ spa và massage chuyên nghiệp trên du thuyền sẽ giúp du khách có những phút giây thư giãn thoải mái đầy hứng thú. Một cảm giác hoàn toàn khác lạ với những giây phút quý khách đi massage tại thành phố. Tôi đến từ đất nước Australia. Tôi đã tham gia tour du lịch 2 ngày 1 đêm bằng du thuyền Beya. Tôi thấy Vịnh Hạ Long có rất nhiều thứ tuyệt vời để xem. Tôi thấy mình được các nhân viên trên du thuyền Beya phục vụ rất tốt. Họ rất nhiệt tình và hướng dẫn cho tôi mọi thứ một cách rất cởi mở. Hãy cùng du thuyền Beya khám phá Vịnh Hạ Long để được tận hưởng cảm giác phiêu bồng quyến rũ với các tour du lịch đầy thú vị